chào mừng bạn đến với kênh thông tin chính thức Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Những thông tin y khoa chính thống, những kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé, những chia sẻ cuộc sống mẹ bầu và gia đình trẻ, thông tin các dịch vụ sản phụ khoa. Tất cả sẽ được cập nhật trên kênh YouTube Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Hướng dẫn lập hồ sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Các giấy tờ cần chuẩn bị: hộ khẩu, bản công chứng, chứng minh thư nhân dân, bản gốc và 3 bản photo, bảo hiểm y tế, bản gốc và 3 bản photo, giấy chuyển viện, nếu chưa có thể bổ sung khi nhập viện. Khách hàng sử dụng thẻ bảo hiểm y tế. Lập hồ sơ sinh tại khoa khám tầng 1 nhà C, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, số 929 đường La Thành, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội. Khách hàng dịch vụ: tầng 1 nhà B, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, số 929 đường La Thành, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội. Tổng đài đặt khám: 1900 6922, nhánh 3. Tầng 2 nhà B, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, số 929 đường La Thành, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội. Tổng đài đặt khám: 1900 6922, nhánh 6. Cơ sở 2, số 38 Cảm Hội, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tổng đài 1900 6922, nhánh 8. Cơ sở 3, số 10 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Tổng đài đặt khám: 1900 6922, nhánh 9. Khi đến khám, khách hàng sẽ được khám tổng quát, đo huyết áp, siêu âm thai, thực hiện các xét nghiệm cơ bản sản khoa, tư vấn để chuẩn bị cho cuộc đẻ. Trước khi đến khám, khách hàng vui lòng gọi tới tổng đài đặt khám 1900 6922 để được tư vấn và sắp xếp tốt nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video trên kênh YouTube Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Hãy bấm biểu tượng like, đăng ký và chia sẻ video này cho cộng đồng.